Amy xin kính chào quý vị và xin chia sẻ 10 đặc điểm của người phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan, tự tin, có thể làm chủ cuộc đời. Mạnh mẽ là một phẩm chất giúp phụ nữ trở thành tấm gương cho người khác và đồng thời chăm sóc tốt cho bản thân. Tất cả chúng ta đều có sức mạnh này trong mình và điều quan trọng là chúng ta không nên quên điều đó. Dưới đây là 10 đặc điểm của những phụ nữ mạnh mẽ. Thứ nhất, tự tin. Tự tin chiếm một phần quan trọng của một tinh thần mạnh mẽ. Tự tin là một dấu hiệu tuyệt vời của tự yêu bản thân, giúp chúng ta tránh việc so sánh. Chúng ta hạnh phúc với chính mình và bình an trong tâm trí của mình. Chúng ta có thể chia sẻ sự tự tin của mình với người khác, nhưng chốt lại thì tự tin là thứ chúng ta phải tự mình đạt được. Thứ hai là năng suất. Tâm trí chúng ta thích cảm giác được hoàn thiện. Chúng ta vui vẻ khi dành thời gian cho những mục đích xứng đáng và những vấn đề quan trọng. Những người phụ nữ có tâm lý mạnh mẽ luôn không ngừng tự hỏi, hôm nay mình còn có thể làm gì nữa? Đây là một cách suy nghĩ tốt, nhưng đừng quên bạn cũng cần nghỉ ngơi, hít thở và không để bản thân quá sức. Thứ ba, lạc quan và tích cực. Phụ nữ mạnh mẽ nhìn thấy chiếc cốc đầy một nửa, chứ không phải là vơi một nửa. Họ luôn muốn mang theo sự tích cực đến mọi nơi, mọi người. Điều này có vẻ bất khả thi vì không phải lúc nào chúng ta cũng tích cực và lạc quan được. Nhưng chúng ta muốn cố gắng hết sức để giữ tư duy phát triển. Sự tích cực của chúng ta sẽ tác động rất lớn đến tâm trạng của chúng ta và cả tâm trạng của những người khác. Thứ tư, dám nghĩ, dám làm. Người dám nghĩ, dám làm là người dám biến ước mơ thành hành động, hình dung ra những cơ hội lớn trong tương lai. Khi chúng ta hình dung ra những kết quả tích cực, chúng ta có nhiều khả năng đạt được những mục tiêu đó hơn. Tâm trí của chúng ta phát triển mạnh về tư duy sáng tạo và phản biện, theo đuổi ước mơ và làm việc để biến những suy nghĩ mạnh mẽ thành thực tế tuyệt vời. Chính là định nghĩa của một người dám nghĩ, dám làm. Thứ năm là đối mặt với nỗi sợ. Phụ nữ mạnh mẽ dám đối mặt với những nỗi sợ hãi, vấn đề rắc rối của họ. Chúng ta trực tiếp giải quyết chúng thay vì chạy trốn. Ai cũng sẽ gặp phải những nỗi sợ hãi khác nhau trong suốt cuộc đời. Nhưng chính cách chúng ta giải quyết nỗi sợ sẽ quyết định xem chúng ta có mạnh mẽ về mặt tinh thần hay không. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, nhưng đôi khi chúng ta không biết làm như thế nào. Thời gian là giải pháp tốt nhất. Chúng ta không cần phải vội vàng vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng chúng ta chắc chắn nên bắt đầu từng bước hướng tới mục tiêu cuối cùng là vượt qua nỗi sợ hãi. Chậm mà chắc sẽ mang lại chiến thắng cho chúng ta trong cuộc đời này. Thứ sáu là biết quan tâm. Phụ nữ mạnh mẽ biết chăm sóc bản thân, đồng thời quan tâm đến người khác. Việc phát triển các mối quan hệ tích cực với chính mình là rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và những người sống tử tế đều là những người hạnh phúc nhất. Chúng ta cảm thấy tốt hơn với bản thân khi chúng ta tử tế và những người khác cũng muốn ở bên chúng ta khi chúng ta tử tế. Chúng ta ở trạng thái tốt nhất khi chúng ta biết quan tâm và yêu thương mọi người. Thứ bảy, không ngần ngại đứng lên vì những gì bạn tin tưởng. Khi chúng ta tin có điều sai trái trong xã hội, chúng ta cần lên tiếng. Phụ nữ mạnh mẽ không đứng nhìn người khác bị bắt nạt. Thay vào đó, họ sẽ hành động. Họ bênh vực